Kính chào tất cả bác nha, năm hết Tết đến rồi các bác ơi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, tất cả các bác chúng ta tranh thủ nào. Đấy, tiền nhiều để làm gì các bác nhỉ, trong khi đó thì niềm vui của tất cả các bác không được hát, không được ăn, không được chơi. Về đến nhà cái là chúng ta nhìn với một cái không gian nó hơi buồn, hơi ảm đạm. Thay vì như vậy thì tất cả các bác chúng ta mua sắm cho mình những con đẩy, những con vang, những bộ micro. Đấy, làm vài chén rồi các bác ca hát thoải mái luôn các bác ơi. Mong rằng một mùa xuân mới sẽ gặp nhiều may mắn, nhiều thuận lợi, nhiều bình an. Và chúc cho tất cả các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và gặp nhiều tài lộc các bác ạ. Ngày hôm nay thì em Hiền có rất nhiều các mã đây, nhiều đẩy Anh, Pháp, Mỹ đấy, và một con Caress Sonic của Ý các bác này. Con này của nó cực đẹp luôn. Tất cả các bác ai xem video thì cố gắng nán lại một chút. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 mẫu đẩy. Và mẫu đẩy đầu tiên em xin lên và giới thiệu cho tất cả các bác, đó chính là con đẩy Caress Sonic các bác ơi. Anh em ai lấy con này này. Trời, thương hiệu Caress Sonic nó là một thương hiệu đến từ Italia các bác nhá. Hôm trước thì em Hiền bán rất nhiều rồi các bác ạ. Và ngày hôm nay thì em về sót lại được duy nhất hai con. Mặt mũi của nó thì rất là đẹp. Đấy, con này của nó là em hoàn toàn chưa vệ sinh, chưa lau chùi bụi đâu các bác nhá. Đấy, dòng này của nó là dòng đại chạy mạch Class và nhìn bề thế không các bác. Hàng xịn sò nó vẫn khác các bác ạ. Đấy, tất cả cái hệ thống bên mạch của nó các bác nhìn này, đều có chữ Caress Sonic này, đều có tem kiểm định này. Dòng này thì các bác nhìn cái mên vỉ các bác biết đúng không? Đấy, chúng ta không cần phải bàn cãi. Đấy, và kể cả từ cái bo ổn định nguồn này, Caress Sonic này. Đấy, đây là biến áp của nó này. Và từ cái hệ thống tụ này, con này của nó phân bua rất rõ ràng. Anh là anh và em là em. Đấy, không có ai chung đụng với ai. Hệ thống bo nguồn riêng, hệ thống đóng le riêng. Đấy, hệ thống biến áp riêng và hệ thống công suất riêng biệt hoàn toàn. Đấy, dòng này của nó cực lành, cực bền, rất ít lỗi vặt. Phía sau của nó đây, các bác nhìn này, tất cả mã cốt, mã vạch đều có. Và con này nó là dòng mạch Class cho nên là tiếng tăm của nó rất là hay. Con này công suất max của nó là 1800W. Đấy, tức là 800W một kênh 8 ohm. Các bác đánh tẹt bù tất cả các loại loa. Đấy, và 2400W ở thể 4 ohm, tức là lên đến 1200W 4 ohm các bác nhá. Đấy, đây là đường âm thanh vào, đây là đường âm thanh ra, và hai rắc new trích để tất cả các bác chúng ta cắm. Đấy, rất đẹp, rất ổn định luôn các bác ạ. Và dòng này thì anh em chúng ta không cần phải bàn cãi rồi. Đấy, con này là zin đét 100%. Hệ thống tụ, hệ thống nguồn, ruột gan con này rất đẹp. Và các bác nhìn này, hàng vừa về này, vẫn còn nguyên bụi đây các bác ơi. Nguyên bụi nha, chưa lau chùi, chưa vệ sinh. Và với con này thì trông nó đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Đấy các bác nhá. PT3 của Red Sonic, con này là 800W một kênh 8 ohm này. Các bác có thể đánh 2 đôi 30, 2 đôi 25. Đấy, hoặc là những dòng loa 40, đấy, loa côn 90, côn 76, tất tật các loại các bác đánh rất ok. Tiếng sáng, đẹp, lạnh bền. Con này thì em để cho các bác với giá là 3.500.000 đồng một con. Đấy, Caress Sonic nó là thương hiệu của Italia các bác nhá. Các bác có thể tìm hiểu. Đấy, dòng này rất đắt tiền. Đấy, bình thường con này của nó không có 4 củ rưỡi các bác không mua được. Và năm hết Tết đến em để cho các bác với giá chỉ có 3.500.000 đồng thôi. Ok, sản phẩm thứ nhất. Sản phẩm thứ hai, em xin lên và giới thiệu cho tất cả các bác, đó chính là một con EPA. EPA tức là thương hiệu của EP các bác nhá. EP nó là một thương hiệu công ty con của hãng JBL các bạn. Mặt mũi con này của nó là hoàn toàn chưa vệ sinh, chưa lau chùi gì đâu các bác. Đấy, và các bác nhìn này, hệ thống mạch của nó giờ là dòng mạch Class cho nên các bác nhìn này. Đấy, thấy không? Đấy, hệ thống bù áp trực tiếp ở trên bên trên vỉ. Con này chạy 8 tụ to như 8 cái cẳng tay. Biến áp của nó biến áp dòng 3U nhá. Con này size dày các bác nhá. Và đối với cái dòng này thì các bác nhìn thấy ruột gan mên vỉ này. Đấy, trời ơi, quạt này. Quạt con này của nó là chạy quạt to như quạt cỏ rau luôn các bác nhá. Đấy, thương hiệu là thương hiệu của EP, như sản xuất bởi công ty con của hãng JBL. Anh em ai lấy con này này, giá thành cũng rất là hợp lý. Mặt mũi con này đẹp đấy các bác nhá. Chưa vệ sinh, chưa lau chùi đâu, EP này. Đấy, mà tên của nó là tên EPA CDA 3600. Con này của nó 1200W 8 ohm. Đấy, và 1800W 4 ohm. Tức là nếu mà các bác đánh 4 ohm là được 900W, còn các bác đánh 8 ohm là được 600W một kênh 8 ohm. Đó, thật sự là quá ok. Con này thì em khẳng định luôn các bác là bụi còn nguyên. Đây, các bác nhìn này. Bụi này, thấy không? Vẫn còn nguyên bụi luôn. Hàng về như thế nào em xào luôn thế đó các bác nhá. Đó. Đối với thương hiệu JB cho đến là dòng EP này thì bây giờ nhà máy của nó tất cả JB này, BV này, tất cả thương hiệu lớn của Mỹ bây giờ đa phần là sản xuất ở Đài Loan với Trung Quốc hết. Đấy, còn các bác ai thích hàng bãi xịn thì các bác lấy con này. Còn các bác thích đồ chợ các bác ra chợ mua. Đấy, volume của nó là giống như dòng QSC, cũng giống như dòng Crown là volume nó để đằng sau, nó không để đằng trước các bác ạ.
Đó. Và con này công suất của nó cực hay. Các bác đánh full 40-30 ok. Tiếng sáng nhẹ bay. Đấy. Con này của nó các bác có thể sử dụng là ốc vít để vặn dây loa hoặc là sử dụng jack new chích. Đấy, tín hiệu ra vào đây. Đấy, hệ thống stereo paranel. Đấy. Anh em ai lấy con này ruột gan sáng quắc luôn các bác ạ. Chạy rất là ok, ổn định. Đấy. Anh em ai lấy này, nổ tài khoản này, gửi nhanh này. Bây giờ năm hết Tết đến các bác mà chần chừ là không mua được đâu. Đấy. Con này em để cho các bác với giá là 2.600.000 đồng miễn mặc cả. Đấy. Các bác nổ tài khoản là em bao ship luôn cho tất cả các bác luôn. 2.600.000 đồng chấm hết. Tiếp theo em lên và giới thiệu cho tất cả các bác hai mã đây. Một mã của nó là DT50 và một con của nó là con L3. Hai con này ruột gan của nó là giống y hệt như nhau, mạch cỏ lát hát các bác nhá. Hai con này ruột gan y hệt như nhau các bác. Hai con này của nó giống y hệt như nhau, mạch cỏ lát hát. Đấy. Tiếng tăm của nó rất là hay. Và một số bác vẫn luôn luôn đặt cho em Hiền một cái câu hỏi là mạch cỏ lát hát thì nó chạy bao nhiêu sò. Thì như thường lệ em vẫn nói với các bác là đối với mạch cỏ lát hát là nó không có sò. Đấy, không đếm sò. Các bác ai muốn đếm sò thì ra chợ mua nhiều sò lắm các bác ạ. Còn đối với là hàng bãi, hàng xịn, bây giờ với những mạch công nghệ, những mạch cao cấp, đấy, ví dụ cỏ lát hát, cỏ lát D, cỏ lát TD thì thường thường nó chạy bằng phét, chạy bằng sò trường và nó chạy bằng những cái cấp điện áp. Cho nên là tiếng tăm của nó là những bảng mạch cải tiến. Đấy, cho nên là tiếng tăm nó rất là hay, rất sáng luôn. Con này của nó cực kỳ lành, cực kỳ là bền. Vậy bản chất của dòng mạch cỏ lát hát nó sẽ là một trong những dòng mạch nó không sinh nhiệt. À, cho nên là tuổi thọ của những linh kiện, những thiết bị ở bên trong của nó là nó rất là lâu, rất là bền. Có tất cả những dòng mà chạy mà nóng ran, đấy, chạy vào sò bỏng tay thì sớm muộn gì nó cũng yếu các bác nhá. Đấy, ruột gan của nó thì mới cứng cựa. Tất cả dòng này của nó em bao cho bác là zin đét 100% luôn. Đấy, phía sau này có cả cọc loa, có cả jack new chích. Đấy, đường âm thanh vào đây. Dòng này của nó cực kỳ gọn gàng. Đây, biến áp của nó đây. Dòng này mạch cỏ lát hát thì nó mới có cái những hệ thống điều khiển điện các bác nhá. Hệ thống điều khiển điện áp. Tức là nếu các bác đánh mà ở cái điện áp mà nó thấp hơn à, thì nó sẽ chạy công suất nhỏ. Và khi đánh lên cái ngưỡng công suất lớn thì con IC à, nó tự động nó cảm nhận thấy là đang hơi đuối. Tự động nó sẽ chuyển sang một cấp điện độ điện áp khác. À, thì cứ như vậy à, những cái hệ thống bù áp, lý do tại sao những con đẩy à, bình thường mà của mấy anh em đi làm show, đi làm sự kiện ấy, chỉ có 7-8 cân thôi. À, nhưng mà có thể cân nguyên cả một cái dàn array. Đấy, và những cái dòng mạch đó là những cái dòng mạch công nghệ cao. Đấy, những thế hệ nghiên cứu lại sau à, các bác công nhận là với em Hiền là đối với những người cổ xưa và người bây giờ nó khác nhau hoàn toàn. Chứ đừng nói gì à, là những cái thiết bị âm thanh, đúng không? Con này của nó con L3, một cái thương hiệu âm thanh nó rất nổi tiếng luôn. Mạch cực đẹp, tiếng lành bền, full 40, full 30. Đấy, các bác đánh cho em Hiền thoải mái. Còn những dòng loa karaoke gia đình các bác phang tẹt bu nhá. Kể cả dòng này các bác có thể đánh cho em Hiền một cặp xúc. Đấy, 40-50. Cứ côn 100 quay đầu các bác chơi gia đình. Vẫn cứ êm ái bình thường. 2.600.000 đồng con này. Đó là con L3. Và con DT nó chỉ khác duy nhất về cái mặt thôi các bác ơi. DT50. Đấy, DT50 khác duy nhất về cái mặt thôi. Các bác nhá. 2.600.000 con này cũng vậy. Đây các bác nhìn này. Con này của nó là cũng chưa lau bụi một tí nào luôn. Ruột gan hai con y hệt như nhau. Hệ thống khiển điện áp này. Đấy, tật nó chỉ khác duy nhất về cái màu tụ. Đấy, còn mọi thứ là nó y hệt như nhau, không khác gì. Con này em có duy nhất một con lẫn lô, nhưng mà cái bố cục này à, từ cái chiếc áp này, từ cái thân vỏ là tất cả mọi thứ là y hệt như nhau, không khác bất cứ một thứ gì. Đấy, vẫn là 2.600.000, mã này là mã số 4 các bác nhá. DTD50, các bác ai lấy con này này. Đấy, chốt luôn cho em Hiền, khác duy nhất cái mặt thôi. Các anh em ai thích cái mặt nào các bác lấy mặt đó. Con này là con DTD50. Đấy, con này công suất cũng y hệt như con này. Là công suất của nó đạt là 550W một kênh 8 ohm. Đấy, và đạt cho các bác là 700W một kênh 4 ohm. Tức là các bác đánh gia đình thì 500 nó phải là công suất thật các bác nhá. 500 cho đến 510, 550 là phải công suất thật. Còn đối với lại những dòng công suất ảo thì các bác kể cả có 1.000 đi chăng nữa, các bác đánh đèn clip lên hết. Đấy, tiếng bát to và hiệu suất công suất lớn là sập hết. Nhưng dòng này của nó mạch cỏ lát hát chấp luôn tất cả các loại loa thông thường. 2.600.000 đồng. Anh em ai nổ tài khoản em sẽ ship ngay lập tức và bao ship luôn cho tất cả các bác luôn. Và một siêu phẩm đó chính là dòng Watt Faran Pro. Các bác ạ, Watt Faran Pro MB1008. Con này mới đắt lắm các bác ơi. Mới của nó tầm khoảng từ 17 cho đến 20 triệu một con.
Đấy, Watt Hadan Pro là một thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Anh. Con này hàng chính hãng. Giá mới của nó anh em có thể biết là ở Việt Nam hiện tại bây giờ đang bán tầm khoảng 17 cho đến 20 triệu một con. Đấy. Con này của nó thì em yêu cầu tất cả các bác nếu mà có loa bãi xịn chơi thì ok nhá. Đấy, con này con Watt Hadan Pro. Anh em ai mà mua con này này, đấy, từ cái biến áp này, từ cái linh kiện, từ cái đồ chơi các bác nhìn thấy không? Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Con này của nó chạy 28 sò SK, dòng Sanken các bác nhá, 28 sò SK. Mà nó cũng giống như con EP. Đấy, quạt gió các bác này, quạt của nó là quạt cánh lớn, chạy cực êm. Đấy, những dòng Corral, những dòng QSC, những dòng đồ của châu Âu, của Anh, của Pháp, của Mỹ, thường thường người ta toàn sử dụng những dòng quạt cánh lớn này. Nó giảm thiểu tiếng ồn và cái hiệu suất gió, đấy, nó tản nhiệt rất là nhanh. Đấy, con này thì em báo cáo luôn cho các bác là cực kỳ lành, rất là bền. Và khẳng định luôn cho tất cả các bác giá này em để cho các bác chỉ có 1/5 giá thị trường thôi. 1/5 giá thị trường thôi. Đó, và ngày hôm nay thì các bác nhìn thấy không? Đấy, một con EP 1800MB của hãng Watt Hadan Pro. Không phải hàng xịn, không phải hàng chính hãng. Em xin biếu thêm cho các bác 10 triệu nhá. Không phải hàng xịn, không phải hàng chính hãng, biếu thêm 10 triệu. Giá để cho tất cả các bác với giá là 4.500.000 đồng bao ship. À, Watt Hadan Pro, mã model của nó là 1800. À, công suất max của con này của bác nhá. Đấy là nếu các bác đánh Braille này, 2400W 4 ôm. Còn công suất hoạt động liên tục của nó, đấy, maximum của một kênh là 900W 4 ôm các bác nhá. 900W 4 ôm một kênh. Đấy, tất cả con này của nó còn mới lắm. Đây, các bác nhìn này. Vẫn hàng về vẫn còn nguyên bụi luôn, chưa vệ sinh, chưa lau chùi gì. Đấy, và thuật gan con này của nó phải dùng hai từ là đẹp xuất sắc. Tất cả các bác ai là những người mua, các bác có thể cho em Hiền xin một cái cuộc gọi qua số điện thoại là 0936118 0923993993. Đấy, tất cả các mã các bác nhớ hộ em. Đấy, ngày hôm nay là ngày 27 tháng 1, ví dụ như mã số 4, mã số 3 kèm theo tên và giá tiền em sẽ chốt cho tất cả các bác. Các bác cố gắng nhanh lẹ nhá. Vào gần Tết thì rất nhiều các vấn đề là nó thường xuyên xảy ra, đó là tránh tình trạng bị nhầm lẫn về số tài khoản, nhầm lẫn về số điện thoại. Bên em Hiền chỉ có duy nhất là 0923993993 và 0936118558 và chủ tài khoản một người duy nhất thôi, Cao Ngọc Hiền, với số điện thoại số tài khoản MB và chủ tài khoản là Cao Ngọc Hiền. Các bác nhớ là tránh tình trạng gửi nhầm. Đấy, chúng ta đi tranh giành nhau tiền bạc rất là mất thời gian. 0923993993. Các bác ai quan tâm thì gọi điện qua số điện thoại. Nhớ cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo các bác nhá. Ok, chào nhau.